là nhà tiên phong toàn cầu trong ngành công nghiệp sữa non và hiện vẫn đang là người dẫn đầu. Xin giới thiệu sản phẩm Immofos, sản phẩm dạng viên nhai tăng cường hàm lượng kháng thể với 40% kháng thể IgG, IgA, IgM cộng thêm IgF1 và lactoferrin. Đó là một đại quân hùng hậu hơn bao giờ hết, với hàng tỷ các chiến binh được lập trình với một mục đích trong cuộc sống là tìm ra và tiêu diệt virus trước khi chúng phá hủy cơ thể bạn, hỗ trợ củng cố, tăng cường hệ miễn dịch của bạn ngay cả khi bạn đang trong môi trường công cộng như bệnh viện, máy bay, trường học, điểm tham quan du lịch đông đúc và các sự kiện cộng đồng. Giờ đây, bạn có thể an tâm bổ sung cho cơ thể một viên nhai Immofos hàng ngày, tăng cường hệ thống phòng vệ cơ thể của bạn, ngăn ngừa và bảo vệ tốt cho cơ thể luôn là sự lựa chọn hàng đầu trong thời buổi sự lây nhiễm đầy nguy hiểm trên toàn cầu đang ngày một gia tăng. Sức khỏe là vàng, hãy chăm sóc và bảo vệ sức khỏe tối ưu của bạn và người thân như Immofos dành cho mọi người mỗi ngày. So this is the most helpful protection that we've got for our immune system. Và đó là cái sản phẩm Immofos ạ, với cái hàm lượng mà IgG được tăng cường hơn nữa sẽ là một cái sản phẩm tốt hơn để mà giúp cải thiện cũng như là hỗ trợ cho chức năng miễn dịch của cơ thể các bạn ạ. So numerous clinical trials were first to prove that antibodies are now colostrum killed viruses. Và các thử nghiệm lâm sàng của Neumann trước hết cũng đã chứng minh được các kháng thể có trong cái hình phòng sữa non của bò có thể giúp hỗ trợ cái việc mà tiêu diệt virus. So no other substance killed viruses including antibiotics. Và các bạn cũng biết rằng là hiện tại chưa có một cái loại thực phẩm hay là một cái loại vật chất nào mà có cái khả năng tiêu diệt. And this was a scientific report that was published showing that alpha lipid, where the arrow is, was most effective in killing viruses, the SARS virus. Và ở đây là một cái biểu đồ các bạn có thể thấy được, đó chính là với cái công nghệ alpha lipid thì cái khả năng mà kháng thể trong sữa non của chúng ta được đưa vào cái cơ thể như là đã mang lại một cái hiệu quả cải thiện sức khỏe tốt hơn so với lại những cái thành phần khác nhiều ạ. So colostrum is multifunctional. Và sữa non là một loại thực phẩm đa chức năng. Creates an impenetrable immune system. Và chúng có thể tạo ra một cái hệ thống miễn dịch mà không biết gì có thể vượt qua cũng như là đánh bại được. It identifies and destroys all bacteria and virus. Và chúng có thể nhận diện được cũng như là phá hủy, tiêu diệt những cái con vi khuẩn virus. And it repairs damaged DNA and switches on the good genes. Đồng thời, cái đội quân kháng thể này cũng có cái khả năng là giúp sửa chữa những cái tế bào trong cái cơ thể của mình. Clinical trials have proven that our colostrum increases the number of stem cells circulating. Và những cái minh chứng lâm sàng cũng như là sản phẩm colostrum của chúng ta đã được minh chứng rất là rõ ràng và có những cái hiệu quả rõ rệt. And it's predicted that cancer treatments will become more immune-based than drug-based in the future. Và hiện nay thì có một cái liệu pháp để mà điều trị ung thư đó chính là dựa trên cái liệu pháp miễn dịch hơn là cái việc sử dụng thuốc. The technology we're using is called immunotherapy. Và cái liệu pháp này gọi là liệu pháp miễn dịch ạ. So the immune system can switch back the natural killer cells to go and destroy cancer. Và cái hệ miễn dịch này nó là một cái hệ dựa trên hệ thống miễn dịch, và hệ thống miễn dịch này có khả năng là chuyển sang, tức là làm cho những cái tế bào bên trong có thể nhớ lại về những cái tế bào vi khuẩn như thế nào, gợi nhớ lại và chúng có thể là cho các cái tế bào miễn dịch đó đi tiêu diệt những cái con vi khuẩn đó. And the peptides in our colostrum is the trigger. Và các cái chuỗi kết tiếp ở trong colostrum đó là như là những cái nút bấm kích hoạt cái hoạt động của cái hệ miễn dịch. So our company's promoting intervention through nutritional insurance. Và tập đoàn của chúng ta thúc đẩy cái việc chăm sóc sức khỏe thông qua cái dinh dưỡng hàng ngày. You should take the product before you get sick. Và dĩ nhiên là quý vị ơi, các bạn phải sử dụng sản phẩm trước khi chúng ta bị bệnh ạ. It could save your life. Thì như vậy mới có thể chăm sóc được cái cơ thể của mình. So
So we're the only company offering complete body calibration. Và tập đoàn Viên May cũng là tập đoàn duy nhất mà cung cấp những cái điều chỉnh cho cơ thể, những sản phẩm có tác dụng điều chỉnh cơ thể. We launched in Taiwan in December a colostrum mask. Và hiện tại thì tại Đài Loan đã ra mắt cái sản phẩm mới rồi này ạ. Thì đây là sản phẩm mặt nạ dưỡng ẩm cung cấp các dưỡng chất từ sữa non cho làn da sáng bình đó ạ. The sales were $40,000 a day through December. Và đây là với những cái dưỡng chất này kia rất là tốt, và cũng như là đây là một cái sự sáng tạo trong một cái nền khoa học dành cho da. It's innovative skin.